Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú xếp trên tay và giới thiệu đến với anh em một mẫu của thương hiệu Faceway Constant, hay còn gọi tắt đó là thương hiệu FC. Thì thương hiệu FC mấy năm gần đây được rất nhiều anh em tại Việt Nam ưa chuộng bởi cái giá thành rất là hợp lý, cũng như là phân khúc hãng cao, độ hoàn thiện cực tốt. Thì trước của em muốn giới thiệu đến với anh em ngày hôm nay đó là một mẫu thuộc dòng cao cấp của FC. Thì bây giờ em sẽ cùng mở siêu và trên tay cho anh em. Chiếc này của em là một chiếc hàng mới 100% anh em nhé. Nguyên siêu, full box, đầy đủ hết tất cả mọi thứ đi kèm. Đây là một mẫu mà em săn sale cũng như xách tay về. Thì nó sẽ không có bảo hành chính hãng, nhưng sẽ được bảo hành sau em, đó là 2 năm. Và không có bảo hành chính hãng, tức là chiếc này sẽ mua tại nước ngoài thôi, chứ anh em mang vào hãng thì vẫn sẽ được bảo hành, nhưng mà anh em sẽ mất phí. Bởi vậy là bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em, và trong thời gian bảo hành thì bên em vẫn sẽ chịu hoàn toàn các chi phí khi mà anh em bảo dưỡng. Đây là một chiếc có size 42mm và độ dày sẽ khoảng tầm 11mm anh em nhé. Với cái size này và độ dày như vậy thì anh em có cổ tay tầm trên tầm vừa và to thì đeo chiếc đồng này cực kỳ đẹp và sang trọng anh em nhé. Đây là một mẫu có thiết kế thiên về công sở nhiều hơn, nên anh em rất dễ đeo cái mẫu sản phẩm này. Còn ở dưới bên này thì em sẽ có cái tag của chiếc này: FC718WM4H4. Đây là cái mã sản phẩm của chiếc này. Anh em muốn search tìm hiểu thêm, ví dụ như về giá hãng hoặc một số thông tin khác, thì anh em có thể search theo cái mã này. Nếu em nhớ không nhầm thì cái giá hãng của chiếc này nó sẽ rơi khoảng tầm 101 đến 120 triệu. Đó là anh em mua chính hãng tại Việt Nam. Còn đây là một mẫu mà em săn sale về, thì em có một mức giá cực kỳ tốt cho anh em. Đó, lát nữa em sẽ thông báo giá cho anh em cùng tham khảo nhé. Chiếc đồng này của em là một mẫu World Time. Thì anh em có thể thấy trên mặt số chiếc này nó sẽ khá là nhiều các chi tiết được làm trên mặt số. Thoạt nhìn qua thì anh em có thể thấy cái chiếc đồng này nó khá là phức tạp. Nếu mà anh em hiểu được cái chức năng của chiếc đồng này thì chúng ta nhìn nó rất là dễ dàng và xem giờ cũng cực kỳ dễ. Đây là một mẫu World Time, thì chức năng của nó sẽ là chỉ các múi giờ trên thế giới. Để nói dễ hiểu hơn thì em sẽ trình bày từ bước một để anh em có thể hiểu được cái chức năng của nó nhé. Đó là cái vòng ngoài đầu tiên, đó là các tên các nước, các thành phố trên thế giới, đó là các múi giờ ở trên thế giới. Và ở bên vòng bên trong thì chúng ta sẽ có là một cái vòng chứa 24 giờ, tức là chỉ ngày và đêm 24 giờ. Đó, anh em có thể thấy ở phòng chúng ta sẽ có hai phần, đó là phần trắng và phần đen để tượng trưng cho ngày và đêm, và vòng ở bên trong sẽ là các cọc số chỉ giờ hiện tại. Để xem chức năng này thì anh em chỉ cần rút ra một lớp này, sau đó vặn ngược lại, thì đây em sẽ rút là luôn cho anh em xem. Khi mà rút ra được một lớp thì nếu anh em vặn tiến lên thì sẽ chỉnh lịch ngày. Đó, anh em có thể thấy góc 6 giờ thì cái ô sắp điều này nó sẽ nhảy lịch ngày, và vặn ngược lại thì nó sẽ chỉnh múi giờ World Time. Đó, hiện tại thì anh em ở Việt Nam cũng như ở Việt Nam thì sẽ xem múi giờ của Bangkok, thì bây giờ em sẽ chỉnh về múi giờ của Bangkok anh em nhé. Lúc đó chúng ta sẽ em sẽ ví dụ cho anh em một cách dễ dàng hơn. Anh em sẽ đối chiếu vào góc 12 giờ, cọc số góc 12 giờ đối chiếu thẳng lên với chữ Bangkok đây. Hiện tại thì kim giờ và kim phút đang chỉ là, em cứ cho là 10 giờ đi, và cái phần chỉ 24 giờ này nó cũng đang chỉ là 10 giờ. Và khi đó chúng ta sẽ đối chiếu với cái kim giờ như ở đây và đối chiếu thẳng lên. Bangkok đang là 10 giờ sáng anh em nhé. Hồng Kông sẽ là 11 giờ sáng này. Tokyo sẽ là 12 giờ trưa. Sydney sẽ là 13 giờ chiều. Đó, anh em cứ nhìn đối chiếu thẳng với cái vòng 24 giờ thì chúng ta sẽ xem được các nước trên thế giới hiện tại đang là mấy giờ. Cực kỳ dễ dàng anh em nhé. Đó. Và chúng ta sẽ có một cái sắp điều nhỏ ở góc 6 giờ. Đây là cái ô sắp điều chỉ lịch ngày. Và cái phần ở bên trong cùng sẽ được kiểu trải tia rất đẹp và cuốn hút như thế này. Đó. Toàn bộ bộ kim của chiếc ngoài sẽ được làm bằng kim sơn xanh. Và bộ kim này nó sẽ
có cái màu rất nổi bật. Sorry anh em vừa có điện thoại nên bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chiếc đồng hồ này nhá. Hiện tại thì em đang giới thiệu đến anh với anh em đến với bộ kim. Bộ kim này sẽ được làm bằng thép và sẽ được sơn xanh lên cái toàn bộ bộ kim như thế này. Lên anh em nhìn cái bộ kim này nó sẽ có ánh màu sơn. Đó, anh em thấy nó sẽ ánh màu sơn xanh lên. Với những bộ kim lung xanh thì cái sắc màu nó sẽ đậm hơn. Kim sơn xanh này cũng rất đẹp. Đó, và nó rất nổi bật trên cái nền mặt số như thế này để giúp anh em xem chức năng một cách rất dễ dàng. Cọc số sẽ là cọc số vạch, cọc số index, cọc số tròn. Thì trên cọc số này sẽ gắn dạ quang. Đó là cũng là một cái điểm nữa để anh em có thể xem giờ vào ban đêm rất dễ dàng. Và trên mặt góc 12 giờ chúng ta sẽ có là logo thương hiệu của hãng được gắn nổi trên mặt số. Một chiếc đồng hồ rất tinh tế và đẹp mắt đó. Anh em nào mà yêu thích cái sự phức tạp của bộ máy, của mặt số thì chiếc đồng hồ này của em cực kỳ cuốn hút anh em nhé. Với những các mẫu máy cơ của Thụy Sĩ thì càng nhiều chức năng thì bộ máy nó càng phức tạp. Ví dụ như những bộ máy bình thường 3 kim một lịch thì bộ máy nó bình thường thôi. Nếu mà ví dụ thêm lịch ngày nữa thì bộ máy nó sẽ phải thêm một từng máy nữa. Đó, lên cái bộ máy nó sẽ càng thêm phức tạp. Và chiếc này của em nó lại là một chiếc World Timer cơ, tức là chỉ các múi giờ trên thế giới. Anh em có thể hình dung ra được là cái bộ máy nó phức tạp đến như thế nào. Mà bộ máy cơ phức tạp như vậy thì có cái giá trị cũng như cái chất lượng cực kỳ cao. Mặt kính chiếc này sử dụng sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối. Và toàn thân của chiếc này sẽ được làm bằng thép không gỉ 316L và sẽ được mạ vàng hồng 18K tên trên toàn bộ cái phần thân vỏ cũng như là phần khóa chiếc này. Vì được mạ vàng 18K nên anh em nhìn cái phần thân vỏ này nó cực kỳ đẹp và sáng bóng anh em nhé. Như các mẫu của Tissot hoặc Raven Wheel thì sẽ chỉ được là mạ vàng thôi, mạ vàng công nghệ, tức là mạ lên màu PVD. Thì cái mạ lên màu đấy thì nó sẽ không được nó sẽ không được sáng cũng như nó sẽ nhìn nó sẽ không được bằng mạ vàng 18K. Còn FC thì tất cả các mẫu của họ đều mạ vàng 18K. Đơn giản nhất là anh em có thể nhìn ở góc bên dưới phần càng này, chữ GP10, tức là Gold Plated 10 micron. Toàn bộ cái phần vỏ mạ vàng như này đều được mạ dày là 10 micron, cực kỳ dày anh em nhé. Nên anh em đeo không bao giờ sợ bị bay màu hoặc xuống màu gì cả. Cái lớp vàng vì nó là vàng thật nên nó không thể bị bay màu được. Đó, anh em đeo cực kỳ thoải mái trong một thời gian vô cùng dài. Phần thân thì sẽ được thiết kế với các chủ đạo, đó là phần bo tròn trên toàn bộ phần thân. Đó, anh em nhìn các góc cạnh đều rất mềm mại anh em nhé. Với các mẫu mà trang các mẫu phục vụ cho anh em công sở thì thường sẽ mang hơi hướng các đường bo tròn mềm mại như thế này để tăng cái độ thanh lịch cho anh em. Và anh em có thể để ý ví dụ như các mẫu của dòng thể thao chẳng hạn thì các góc cạnh của nó sẽ rất khỏe và nam tính. Còn với cái mẫu dòng cho anh em đeo công sở, đeo thanh lịch thì thường thì các hãng họ sẽ làm thiết kế kiểu mềm mại như thế này. Còn bên tay phải của em thì sẽ là có phần lúm chiều này. Đây sẽ là lúm kiểu hình quả quýt anh em nhé. Lúm rất đẹp. Và cái lúm này anh em sẽ chỉ thấy ở trên dòng máy in-house của FC. Thì cái lúm này như em đã giới thiệu đến với anh em. Thì trong lớp đầu tiên, tức là lớp đóng thì anh em sẽ lên được cót tay. Đây là một bộ máy automatic, bộ máy lên dây lên cót tự động và hỗ trợ lên cả cót tay. Ví dụ như ngày nào mà anh em đeo nhiều mà anh em ít vận động thì chúng ta sẽ lên khoảng độ cho bộ máy khoảng độ tầm 10 đến 15 vòng cót để hỗ trợ cót tay cho bộ máy, cho ổ cót nó sẽ đầy cót và nó sẽ chạy chuẩn xác và bền bỉ hơn. Đó. Rút ra một lớp sẽ chỉnh là lịch và chỉnh giờ World Time. Rút ra lớp thứ hai sẽ là chỉnh giờ, rất là dễ dàng thôi anh em ạ. Cùng đến với bộ dây thì anh em sẽ trang bị bộ dây da cá sấu màu lâu đen. Đó, một bộ dây cá sấu cực kỳ đẹp anh em nhé. Đây là một bộ dây alligator. Chúng ta sẽ thấy được alligator coral cap ở đây. Đó, anh em có thể thấy đây là một cái bộ dây cực kỳ xịn mịn của FC họ trang bị trên các mẫu sản phẩm cao cấp của mình.
một bộ dây lô đen cực kỳ đẹp với các đường vân cá sấu đây, rất đều và mềm mại như thế này. Và anh em sẽ trang bị một cái phần khóa, đó là khóa bướm chống gập dây. Phần khóa này sẽ có logo thương hiệu của hãng ở trên mặt khóa và toàn bộ phần khóa này sẽ được mạ vàng hồng 18K. Rất đẹp anh em ạ, phần khóa này. Mặt sau khóa thì chúng ta sẽ có thương hiệu và size khóa này, 18 này. Phần đầu dây sẽ là 22 và khóa sẽ là 18 cho anh em là muốn đặt bộ dây bên ngoài anh em nhé. Và cùng đến với mặt sau thì em sẽ bóc cái siêu này ra. Anh em sẽ thấy được bộ máy được sâu ra ở mặt sau. Thì đây là một bộ máy do chính FC nghiên cứu và chế tác. Đây là một bộ máy cực kỳ ngon anh em nhé. Đây là một bộ máy có tên bộ máy FC718, bộ máy Wartime. Với bộ máy in-house này thì anh em sẽ có đó là thông số là 26 chân kính, tần số động là 28.800 và thời gian tích cót đó là 48 tiếng anh em nhé. Anh em có thể thấy độ hoàn thiện cực kỳ tốt bởi cú văng sẽ được làm mạ vàng và sẽ được đánh phay xước, cùng với đó sẽ là dòng chữ thương hiệu của hãng và slogan trên cái phần cú văng như thế này. Và nếu anh em nhìn vào sâu mặt trong máy thì phần mặt trên này anh em sẽ thấy được các đường đánh Z-Level Strike rất đẹp và tinh tế ở trên phần mặt trên máy. Còn ở bên dưới sẽ được đánh các đường vân xoáy tròn rất đều và tinh tế. Kể cả những con ốc được vít trên cái bộ máy này đều là ốc lung xanh anh em nhé, chứ không phải là ốc bình thường đâu. Ốc lung xanh rất đẹp và tinh tế. Đó. Với các mẫu của FC thì hiện tại trên thị trường chưa có hàng fake, nên anh em chơi FC thì chỉ có hàng chuẩn chính hãng thôi. Còn ở bên ngoài thì anh em sẽ có đó là dòng chữ Faceway Constant, mã đáy này, dòng sản phẩm là Warhammer, độ chống nước là 50m, mã số series ở đây. Ok, thì bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng này. Với size 42 và độ dày khoảng 11mm thì cổ tay anh em phải tầm trên 16 là có thể đeo được chiếc đồng này cực kỳ đẹp rồi. Như cổ tay của em đây là cổ tay 16 đây, đeo lên tay thì nó có thể nhìn hơi to một chút, nhưng anh em cổ tay tầm 16.5 trở lên, 16.5 đến 19 đeo chiếc đồng này cực kỳ đẹp anh em nhé. Đó, một cái mẫu size to dành cho anh em tay vừa và to, rất đẹp luôn. Chiếc này thì em đang giao lưu với anh em là một chiếc hàng mới, em đang giao lưu với anh em đó là 62 triệu anh em nhé. Anh em quan tâm chiếc này của em thì có thể qua trực tiếp xem để lên tay, và số điện thoại của em thì em có để dưới góc màn hình. Anh em có bất cứ thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ giải đáp hết tất cả những thắc mắc mà anh em đang quan tâm. Bây giờ em sẽ quay qua tổng thể một lượt để anh em có thể chiêm ngưỡng được hết cái vẻ đẹp của chiếc đồng này. Phần mặt số cực kỳ đẹp, nó rất phức tạp. Nếu anh em có thể tham khảo mình search trên mạng các mẫu Wartime thì các hãng đồng hồ họ ra rất nhiều cái dòng sản phẩm về cái mẫu Wartime này, nhưng mỗi một hãng thì họ sẽ có một cái thiết kế khác nhau. Và để mà xem chức năng đơn giản và có cái mặt cầu kỳ nhất trong phân khúc hãng của FC thì em đánh giá chiếc FC này nó là một cái mẫu được rất nhiều anh em ưa chuộng bởi cái độ hoàn thiện cực kỳ tốt và cái mức độ đẹp của chiếc này là quá tốt luôn anh em ạ. Đó. Còn đây là phần lùm đây. Bộ máy, bộ dây da cực kỳ đẹp anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video của em. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và gặp lại anh em.